ngày mùng 17 tháng 6 thì có bác Quang ở Mỹ là gửi là 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 6 bà Phương ở Canada là gửi 4 triệu và 400 là 28.000, và trong đó thì cho cháu Lực làm kinh phí đồ sang đi lại là 1 triệu 100 là 15.000. Và ngày 1 tháng 7 thì có anh Thế Lân Ngô ở anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nguyễn ở Canada là gửi 900 là 20.000 cô bác nhé. Thì không biết là ông biết nói à, nhận lời các cô các chị đã ở xa xôi rồi giúp được tôi làm nhà thì đẹp, rất là giúp tôi làm nhà để cho tôi cùng cháu ở, giúp được nhiều cái nhiều thứ rồi. Như thì thời này thì mưa to lắm rồi. Tôi cảm ơn các bà. Còn các bà? Các bà đã cùng chơi cho tôi làm nhà. Con vui. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống dưới nhà của hai ông cháu của bác ạ, và cập nhật cái tiến độ mà ngôi nhà của hai ông cháu hiện tại là làm tới đâu rồi. Thì phải nói là thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực lấy được gạch vào đấy cô bác, nhưng mà không do là thời tiết không ủng hộ, trời mưa kéo dài, trời mưa kéo rất là dài, thành ra là đến giờ thì cháu Lực chưa thể mà dám lấy được vật liệu vào tiếp tục. Nền nhà của hai ông cháu được cô bác ạ. Về gạch này kia thì cháu Lực đã lấy được vào rồi. Đấy, tuy nhiên hiện tại là về cái phần xi cô bác ạ, về xi với lại thêm là một số vật liệu nữa, thì xi thì không, xi thì phải đợi là nó nắng hoàn toàn đã rồi cháu Lực mới dám là lấy vào, chứ không là sợ là mấy anh em thợ là vận chuyển không hết ấy. Thành ra là khi mà mưa xuống ấy, nó sẽ bị gây là chết xi. Và hôm trước thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của hai chị là Nguyệt Thúy. Thưa cô bác, ngày mùng 15 tháng 6 thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của hai chị là Nguyệt Thúy gửi cháu Lực là 5.005.000. Và trong đó thì là đã chi đi mua dây điện là mất đi 2 triệu rồi. Và mua quần áo cho Mạnh nữa là 1 triệu đồng. Và đưa Mạnh đi chơi với lại là đưa đi ăn uống. Và hôm cháu Lực đưa Mạnh là xuống huyện đấy cô bác là hết là 900.000. Thì tổng thì còn lại là 1.005.000. Thì cái phần này, cái khoản này thì chị cũng có bảo với cháu Lực rằng là mua bạt xuống để mà sợ rằng là trời mưa này dài ngày đấy cô bác, thì che cái phần tả ly với lại là mua bạt thêm để mà làm cái phần lán cho mấy nữa mấy anh em thợ là đi vào. Và hôm nay thì cháu Lực cũng đã lại tiếp tục là mua mua bạt lên để mà vừa rồi cháu Lực nói với cô bác để làm lán với lại thêm là lúc nào mà mưa ấy, mưa nhiều quá thì sẽ để ông che cái phần tả ly nữa. Hôm nay thì cháu Lực lại để xe rất là xa rồi cô bác ạ, không có lấy được xe đi xuống dưới nền nhà của hai ông cháu rồi. Mọi khi là đường này thì mấy anh em thợ vẫn lai được vật liệu vào rất là thoải mái. Đấy, tuy nhiên thì sau một cái thời gian mưa dài đấy, mưa kéo dài thì có những chỗ thì đã bị sạt rồi. Đến hôm nay thì thời tiết bắt đầu hưởng nắng lên một chút. Trong thời gian tới thì cháu Lực rất là mong là thời tiết sẽ ủng hộ để cháu Lực là hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu trước độ tầm mưa sắp tới. Như cô bác có thể nhìn thấy ở đây thì là bị sạt là rất là nhiều. Ở trên này là nhà của anh thợ cô bác ạ, nhà của anh Phòng. Đoạn này thì bị sạt nhiều quá thì là mấy anh em thợ không có vận chuyển được vào. Anh Phong dậy nè. Chị lâu mì mê. Nôm lắng xe từ báo còn. Buổi sáng nay thì cháu Lực có đi xuống nhưng mà không có bắt gặp ông ở nhà của bác ạ. Lại mò về đấy đi. Buổi chiều nay thì có lẽ là ông ở nhà rồi thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống.
Cá rô pi. Lăng dê ạ. Ra tà ly ạ. Hòn tam ạ. Ờ. Bê tà lô. Lăng dê tà lô. Bố. Nước bèo kìa. Ừ. Thưa các bác, hôm nay là ngày ngày rằm tháng 6 của dân tộc Nùng. Thì vừa rồi anh thợ cũng có nói là một tí lên thì là đi xuống cái nhà của anh chơi. Hay ở đây thì lại tiếp tục là sạt này các bác này. Thì thành ra là không có xe máy không có vào được ấy. Bây giờ xem bây giờ lấy nguyên xe khung vào còn khó đấy chứ. Để mà lai thêm bao xi là hay là cái gì đấy thì còn khó hơn. Đây ở đây thì nếu mà thời tiết mà nắng như hôm nay các bác ạ, thì độ tầm 2-3 hôm nữa đường mọi cái thì sẽ khô thì mấy anh em thợ lại sẽ tiếp tục là sửa đường rồi thì mới lấy được vật liệu đi vào rồi. Thì cũng trong thời gian qua thì phải nói là quá trình làm nhà của hai ông cháu của bác thì hơi chậm chạp một chút của bác ạ. Phải không phải là hơi rồi mà là rất chậm chạp rồi. Thì rất là mong các bác, các cô, các chú, anh chị ở trên kênh là thông cảm cho cháu Lực của bác nhé. Cháu Lực cũng rất là mong muốn là hoàn thiện ngôi nhà hai ông cháu xong thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào hoàn cảnh khác. Ở trên kia thì phải nói là không biết là cô bác có nhìn thấy không ấy, nhưng mà nước suối thì bây giờ là chảy rất là nhiều cô bác ạ. Vào cái thời điểm này là còn mưa nó ít thôi cô bác, nhưng mà nếu mà vào tầm độ tháng 8, tháng 9, tháng 10 này thì nó mới là vào thời điểm là mùa mưa nhiều nhất. Đấy, nhưng mà năm nay thì thật sự ra cái lượng mưa năm nay thì nó nhiều hơn năm trước cô bác ạ. Với lại là năm nay thì có lú rất là nhiều. Như ở dưới tầm thành phố ở dưới kia là còn dần đến là bị ngập nước rồi. Đấy, ở trên chỗ khu vực của cháu ấy, thì là nếu mà ai nhà ai ở gần sông gần suối thì là sẽ bị là cuốn nhà đi luôn, còn là hay bị sạt lở là nhiều nữa. Nên bây giờ thì cháu Lực đi xuống với nhà của đến nhà của ông thì cháu Lực sẽ ghi hình sau các bác nhé. Trong quá trình đường đi thì có đoạn thì ghi hình lại để mà nói chuyện cùng với lại các cô các bác một chút cho đi, gọi là đi để cho đỡ buồn các bác ạ. Vừa rồi thì ra đến đây thì là nhà ông là trước vẫn còn bạt này một chút cô bác ạ. Vẫn còn bạt thì là dùng bạt cũ để che trước hả ông? Vâng. Vâng. Còn cái bạt mà cháu vừa mua về thì là máy nữa để làm lán nữa ông nhá. Vâng. Vừa làm lán mà không chưa gần lô hết thì lấy ra. Vâng. Như là gần lô xong thì làm lán làm sâu. Vâng, thế ông gửi một lời chào tới các ông các bà không? Chào các chị, các bác nha. Hôm nay Mạnh không ở nhà không? Mạnh không ở nhà. Hôm nay, hôm nay là mùng 1 tháng 6 thì đi nhà bà trẻ đi để chơi. Hôm nay là dân tộc Nùng là ngày rằm của bác ạ, cho nên là Mạnh là chắc là ra nhà bà trẻ không? Vâng. Thế là lúa ở nhà ông thì bây giờ còn mấy thửa nữa thì thu hoạch hết không? Còn mấy thử đấy, có ngày mai, ngày chín được, nó cho lấy. Vâng. Anh Dâm thì nó bảo cho nghỉ 2 ngày, 3 ngày. Vâng. Thế thì bây giờ ông dùng cái bạt này đi che cắt ở dưới kia một chút không? Cho đấy là cái bạt ở dưới kia là bị hỏng hết rồi. Vâng, hỏng hết rồi. Sợ rằng là mưa lên cắt lại trôi hết rồi. Vâng. Thế bây giờ là lấy cái cú này đi trước hả ông? Vâng, cái này đi trước. Vâng. Nem nỏ nó phê thóc trời mưa thì cắt nó vào nhiều lắm thì... Vâng. Nếu mà lúc nào mà trời mưa to quá thì là ông dùng để che cái tả ly này một chút không nhá? Vâng, ông nó đây không che thì nó cứ sụp đi rồi. Vâng. Bên kia đấy không làm bây giờ không vứt hương đi rồi. Vâng, đấy, bên kia thì là đã bị sạt rồi cô bác ạ, bên kia đấy. Tuy nhiên thì sạt là nó không có bị sạt nhiều cả. Nhưng mà kia phải là cái đá ở trên dưới, trên chân nó đi lên như được rồi. Vâng. Ấy, mày về đây rồi. Mày về đây rồi. Mày đi ra kia ăn thịt à hả?
Áo này có vừa không? Ừ, ai về đấy? Mạnh gửi chào con có bà nào mày? Con chào cậu, các bà. Ờ, thế Mạnh vừa đi đâu về? Nhà. Đi nhà bà trẻ là đâu? Bà trẻ. Đi nhà bà trẻ về à? À, thế là hôm nay là đi ra kia là ăn dầm không bác ạ? Đi là biết là tự về đấy. Thế là sáng nay ông có đi ra kia không? Ông có đi mà, lấy rủ về nó vào. Chiều mới về. À, thế là rủ về là chiều mới về à? Thế là ông dùng cái bạt đi che cái cát kia một chút không? Đấy, cái phần tản ly bên này này cô bác này, nếu mà mưa này mà không dùng bạt để che thì chỉ sợ rằng là nó bị sạt đằng sau đấy. Có được nhìn thấy là cái chân của nó đã bị một chút rồi. Còn ở phía bên này thì ông không che thì nó bị sạt hết rồi. Đây, ông lại có một đàn gà nữa ông nhỉ? Nếu mềm thì nghĩ là ông thỉnh đâu rồi. Ấy, ông với Mạnh là che đi ông. À Mạnh ơi. Ông. Phần là trên này thì là bạt trước là dùng cũng bạt là bạt bạt cũ các bác để mà che thì bây giờ nó đã bị bẩn hết rồi. Sợ rằng là khi mà mưa to nó bị trôi đi hết đấy. Cháu được là mua bạt xuống để mà che. Hôm nay cháu mua bạt kia cũng 30-40 mét đấy ông ạ. Vâng. Nếu mà không được thì ông cắt thêm ra đây che ông ạ. Rồi. Ôi, không được để lấy cái chiêu này thôi. Mình khiến thú lắm. Bên kia còn một cái không? Lấy cái kia ra trên. Còn một cái. À. Cái này nó... Nó thùng rác một tí thì con chó nó về. Chó nó bới không? Ngủ bới. Mèo phần nó về mèo. Phần ế mà. Giá là clip giúp con nhỉ? Nếu mà thời tiết mà như thế này thì có bác này thì độ tầm là 2-3 ngày thì dám đẩy vật liệu được vào. Nhưng mà nhìn thấy là bầu trời kia lại đen đen rồi, sợ rằng là lại có một trận mưa to lớn nữa để về rồi. Phần nhiều chứ đấy. Ủa là ông về phần tờ mà. Mày đi trên lên lấy bát kia xuống đi mày. Này cái đấy về, phần mau về làm. Cái mày là chỉ cần bảo thôi là em mới biết là tự đi lấy các bác ạ. Ông che một bên trước không? Đây, cháu kéo bên này cho. Cái bạt kia cháu mua dài mà. Ừ. Không thì nhà. Cái này là ông để phơi thóc à, bạt này? Phơi thóc ấy. Không, cái nhỏ nhỏ này mày ơi. Cái nhỏ nhỏ kia. Phần chấp bị, chỗ biên à. Cái bên này này. Đấy, đúng rồi. Nó. Đây, vừa bê cái mà vừa rồi cháu lực vác xuống đấy. Là không bê được các bác ạ. Nặng quá. Vứt xuống đi. Ồ bộ. Cái này là ông để làm củi làm gì đấy? Đây bỏ bên kia trên này nó mục hết rồi. Chuyển nắng lên, phơi nắng tí lấy đi chắc làm quỷ rồi nhá. Đấy, cụ ông kéo đi. Bây giờ lấy đây cây đè lên trên là được rồi không ạ? Thế là ruộng nhà ông là chỉ còn mấy thửa đâu nhỉ? Còn 1 này, 2, 3, 4, 5 thửa nữa thì... Ông cũng gặt xong là cái mùa vụ này rồi. Gặt xong thì lại là cấy để mà trồng lúa luôn. Phải 3-4 ngày mới xong. Vâng. Một người mới lấy, không lấy à. Ông phải dùng đá để chèn vào nhiều cơ chứ không là... Nó gió thổi là bị bay đó không ạ? Phản ánh này là mềm. Mạnh thì có vẻ như là mấy hôm nay là mặt đen xì các bác, đen hơn thế nào ấy.
Cũng ông đi gặt lúa. Cũng ông đi gặt lúa nhiều là đen nhờ. Thời tiết ra mà hôm nay thì nắng rất là oi của bác ạ. Đấy thì thời điểm hiện tại mà cháu đang với ông ở đây. Oi trên này là tối tối lắm rồi, đen lắm rồi. Ở trên kia như kiểu là lại là sắp mưa sao của bác ạ? Sắp mưa rồi. Ở đồng nguồn trên mưa là nước lên lũ to lắm rồi. Vâng. Mưa to là mạnh không được đi xuống suối kia nhá. Ừ. Được chưa? Không là mấy nước quấn đi đấy. Đấy hôm nay là đi theo ông này, quay ra bên này xem nào. Đấy hôm nay là đi theo ông là đi gặt lúa của bác, thời gian là mặt mũi là đen hết rồi. Đấy, cộng thêm là mắt của em này đang bị không biết là bị sao đỏ này. Có đau không mày? Không đau à? À. Đau thì không đau nhưng mà là bị đỏ. Trước vừa mới trước là cái là ngày đẹp với cô bác ạ, là đào cái phần là móng, đào cái phần móng một chút đấy, nhưng mà tuy nhiên thì thời gian vừa rồi thì mưa nhiều quá, đất lại lấp hết hết cái móng đi rồi. Đất của nhà ông thì thuộc dạng là thuộc dạng đất cát cô bác ạ, thực ra là cát cát rất là nhiều. Lấy đâu lấy đi cho ông à, rồi lại bê đi cho ông đi. Nước này ạ, nước này bổ máy chứ bổ phín này nè. Cái này bảo em này. Đấy, chỉ cần ông chỉ thôi là biết là tự đi lấy rồi. Bê 2 viên thôi. 2 viên được rồi. Bê phát 3 viên luôn này. 3 viên mà đã đòi rồi. Nè trên đây mà, vừa đây. Nè, gió về nó không ra được à. Thời gian này thì khi mà, thời gian này thì chưa có bác đi vào làm nhà đấy các bác ạ. Ông là sẽ chủ động là gạt lúa của ông. Hôm nọ thì ông có nói rằng là hôm đầu gạt ấy thì là có người ra hộ đấy, nhưng mà gạt được một lúc thì trời mưa. Thì ra là người ta lại đi về hết. Còn là mấy hôm nay thì là một mình ông là khắc tự gạt thôi, tự có gà mạnh là làm mà cùng nữa. Ngày hôm nay vừa mới hưởng nắng lên một chút rồi thì nhìn bên kia đã có mây đen là kéo về rất là nhiều. Lúc nào mà bạt cháu vừa mua về ấy, nhưng mà hôm nào mà ông cảm thấy tối nào mà ông cảm thấy là mưa nhiều quá thì ông là dùng bạt che hết từ bên kia sang không nhá. Vâng. Để tránh là nó bị sạt không nhá. Vâng. Nó có dám ngủ còn đi ngủ cái nhà. Ngủ cái lán bên kia. Cái lán nhà à? Ăn trâu kia. Nhà chuồng trâu bên kia, thế là cả hai ông cháu à? Vâng. Ở bên kia ngủ. Mưa trên khê rồi, không một 11-12 giờ rồi. Mà trời quá thì xử cái này trồng cây này thì nặng quá thì nó xử nó úp xuống. Năm nay là mưa nhiều hơn nào? Nhiều hơn, hôm nay là, năm nay là mùa mưa này cái hôm nay không bao giờ mà nước cho chui hết mà. Hôm nay là đến bên kia còn thấy họ có đi cái ba xe máy để gần suối, gần cái khe này, không có nước gì đâu. Thì mưa nó trôi đi ba cái xe máy. Trôi đi ba cái xe máy á? Ở trong làm bên kia không? Trong làm bên kia hỏng hết. Nhưng mà trôi đi thì có lấy được xe máy lại không không? Lại đâu, hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi á? Thấy cái đầu nó, vỏ nó một tí thôi. Thế là năm nay thì có vẻ như là thiên tai là nhiều hơn không nhờ? Ta nhiều lắm. Chứ thì đường này đi bên kia không đi được à? Đường đi châu sạt, đi không được nữa. Châu bị sạt hết rồi không? Sạt hết rồi. Năm nay thì nay hôm nọ hôm qua hôm kia rồi còn họp còn bây giờ có ngày nay ngày mai ngày kia nữa thì phải làm đường. Đấy, sửa đường những kia à? Sửa đường là đầu mưa nữa, mưa cũng đứt sụt nhiều lắm rồi. Bây giờ nước thì không phải được. Bây giờ thì phải sửa cái đoạn đường kia thì là mới nào được rồi, chứ không là vật liệu là không vào được ông ạ. Còn là không có đường xe máy để mà chở được vào nữa. Đây cháu cũng nếu mà như trong thời gian vừa rồi mà không mưa như thế thì có thể là hiện tại bây giờ nhà của ông thì cũng đã gọi là lên cái phần thô nó xong rồi. Nhưng mà do là trời mưa quá ông ạ.
Thành ra là phải tạm dừng lại thêm là một thời gian nữa để bao giờ trời nắng thì cháu mới làm dám lấy vật liệu được vào. Đấy, chứ không phải là cháu không có chần chừ, cháu không muốn giúp ông gì cả. Như từ đoạn đường này lên trên kia thì ông cũng thấy là gần nhà anh thợ ấy là bị sạt hết rồi, thành ra là xe máy có vào đâu. Hôm nay cháu phải để xe máy ở tít trên đồi như thế kìa. Cháu đi bộ xuống đây ấy. Sáng nay thì cháu ra đến trên cái chỗ mà đặt thợ tời gạch ấy, nhưng mà ông không ở nhà. Thế bảo ông ra làng bên kia để mà ăn rằm rồi. Thành ra là cháu lại phải đi về, đến chiều tối này thì là cháu mới lại mò xuống. Thế Mạnh thì ra bên kia thì Kết không có nói, lúc nãy thì nhà Kết tí nó Kết nó bảo chú Lực cũng về. Thế Mạnh ra bên kia thì đi chơi với ai? Hả? Đi chơi với ai? Thì có ai đâu, không biết phường biết cái. Thế là tự biết chơi một mình thôi à? Mạnh là một cậu bé mà rất là ngoan của bác ạ. Đấy, nhưng mà phải nói là cuộc sống của Mạnh thì hiện tại là chỉ có ở cái này ông, lại một mình ông thôi. Đồ chơi của Mạnh đi đâu hết rồi? Hả? Đồ chơi Mạnh chơi thời gian đầu thì có vẻ là rất thích thú chơi của bác đấy, nhưng mà về sau thì là mỗi cái là đi một nơi rồi, nghịch quá. Số con hòn, cái xuống con hòn rồi. Hôm nay mặc áo con gì đây xem nào? Hôm nay mặc áo con gì đây? Siêu nhân à? Đây con nhện mà. Đây con nhện mà, siêu nhân đâu? Cái áo rồi. Hai ông cháu mình lên trên lán một chút ông nhỉ? Hôm nay cháu xuống thì cũng có nhận được thêm là một số khoản hỗ trợ của các ông các bác nữa. Thì là thứ nhất là muốn thông báo lên trên kênh, và thứ hai thì cũng có muốn là nói với hai ông cháu. Đi đâu này đó, đường kia nó sập hết rồi. Đấy Mạnh đi thôi. Cái tả ly này thì là để mà cao quá thì nó không có cao các bác ấy. Nó rất là thấp thôi, trèo lên còn lên được. Nào mà mưa quá thì ông là chủ động là che thế này nhau nhá, sợ nó bị sạt đấy. Đúng không? Chân chùm này cái này. Thời gian vừa rồi thì cháu lại tiếp tục là nhận được thêm là một số khoản của các cô các bác, các chú các anh chị là gửi cho hai ông cháu. Đấy thì xuống là muốn là nói với lại thêm là cả ông nữa, cả Mạnh nữa để nghe. Và tất cả các bác ở trên kênh thêm nghe thêm một lần nữa các bác. Thì ở đây thì cháu được xé đọc từ đầu các bác nhé, công khai là chính thêm một lần nữa là từ đầu. Từ bắt đầu mà xuống có duyên gặp ông là ngày 19 tháng 12 các bác ạ. Ngày 19 tháng 12 thì cháu được nhận được khoản là đầu tiên là của cô bé, của bà bé là ở bên Mỹ, là có gửi là 8.110.000 và hai chị Nguyệt Thí ở Mỹ là 5.004.000. Ngày 21 tháng 12 thì có chị Trần Thị Châu gửi 500.000 và chị có gửi cho cháu được làm kinh phí rồi sang đi lại là 200.000. Ngày 22 tháng 12 chị Hoàng Thu Hương gửi 4.240.000 và chị có gửi cho cháu được làm kinh phí rồi sang đi lại là 100.000 nữa. Ngày 26 tháng 12 thì có cô Hồng gửi 1.000.000 và cô cũng gửi cho được làm kinh phí rồi sau đi lại là 100.000. Ngày 16 tháng 1 thì có bà Nguyễn Tình Nghĩa gửi 1.000.000. Ngày 13 tháng 1 bà Nga Trần ở Canada gửi 3.000.000. Ngày 22 tháng 1 có bác Linh ở Canada gửi 1.800.000 và bác có gửi cho được làm kinh phí rồi sau đi lại là 250.000. Ngày 18 tháng 7 tiếp tục được hai chị Nguyệt Thúy là gửi là 20.006.000. Ngày 30 tháng 1 bà An Phạm ở Mỹ gửi 2.450.000. Ngày 27 tháng 12 thì có cô chú Sang Phương gửi 1.000.000. Tiếp tục là ngày 28 tháng 12 lại được hai chị Nguyệt Thúy gửi thêm là 50.108.000. Ngày 7 tháng 3 bác Kim Hoàng ở Mỹ gửi 2.000.000. Ngày 17 tháng 5 chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông gửi là 17.500.000.
ngày 24 tháng 5 có hai chị Nguyệt Thúy tiếp tục gửi là 30 triệu và ngày 27 tháng 5 lại tiếp tục được bà bé là gửi là 6 triệu 610 nghìn. Ở đây thì có những cô bác thì là sẽ gửi hai lần ông nhá. Đúng rồi. Đấy, và đặc biệt là hai chị Nguyệt Thúy là gửi rất là nhiều lần rồi. Ngày 1 tháng 6 thì có bác Xuân Vũ ở Úc là gửi 5 triệu đồng. Ngày 6 tháng 6 thì có bà An Phạm ở Mỹ gửi 2 triệu 500 là 20 nghìn. Ngày 7 tháng 6 thì có bác Đào Nguyên ở Hồ Chí Minh gửi 500 ngàn. Và bác có gửi cho lực làm kinh phí đồ sang đi lại là 100 ngàn. Ngày 17 tháng 6 thì có bác Quang ở Mỹ là gửi là 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 6 bà Phương ở Canada là gửi 4 triệu 400 là 28 nghìn. Và trong đó thì cho cháu lực làm kinh phí đồ sang đi lại là 1 triệu 100 là 15 nghìn. Và ngày 1 tháng 7 thì có anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Ly Nguyễn ở Canada là gửi 900 là 20 nghìn cô bác nhé. Đấy là tất cả vừa rồi cháu lực vừa đọc là có một số các bác, các cô, các chú, các anh chị là sẽ gửi là hai lần. Còn có một số cô bác là gửi là nhiều hơn cô bác. Và đặc biệt là được hai chị Nhật Thí là gửi là rất là nhiều lần rồi cô bác. Thì cháu lực cũng xin thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới tất cả các cô bác anh chị rất là nhiều. Chúc các cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Vừa rồi thì cháu cũng thông qua thêm là một số khoản nữa là của các bác mạnh thường quân là gửi cho ông. Đấy thì trong thời gian tới thì nếu mà cháu lực tiếp tục là nhận được cô bác thì cháu lực sẽ tiếp tục là thông báo lên trên kênh thêm gọi là cứ lần nào cháu lực nhận được cái khoản mới thì cháu lực sẽ tiếp tục là công khai lên. Đấy thì ông có lời nào muốn gửi tới các cô bác không? Các cô bác gửi cho ông tiền để mà làm nhà đấy không? Thôi thì cũng biết là ông biết nói là nhận lời các cô các chị đã ở xa xôi rồi giúp được tôi làm nhà, làm xong các tiền giúp cho tôi quận cho ông cháu này, tôi cũng là phấn khởi vui vẻ lắm rồi. Tôi cũng xin cảm ơn các chị các bác người đó ở xa xôi giúp được tôi, giúp được tôi làm nhà xong thì tôi cũng mừng lắm, vui vẻ lắm. Chúc các bà các chị mình khè rất đẹp, rất là giúp tôi làm nhà để cho tôi cùng cháu cũng giúp được nhiều cái, nhiều thứ rồi. Như thì trời này thì mưa to lắm là được chưa lấy được về, còn xa lắm thì đường này đã bị sụt hết rồi, chắc hết tháng 6 này mới làm được. Ở đây thì chắc chắn là sẽ có một số các bác nói rằng là sẽ bảo là trước kia làm nhà trên kia thì sẽ tốt hơn các bác đấy, nhưng mà thật sự ra thì cháu lực không có thể mà đủ cái khả năng để mà kêu gọi được cho ông là vừa mua đất mà vừa làm nhà nữa. Cháu lực chỉ đủ khả năng để là kêu gọi để mà làm nhà cho hai ông cháu thôi cô bác ạ. Thì rất là mong là khi mà các bác góp những cái lời ý kiến ấy, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm và các bác hiểu cho cháu lực cô bác nhá. Thì cũng như là cháu lực đã nói lên rất là nhiều lần rồi, và thí dụ như bây giờ mua được đất ở trên đấy để mà làm nhà cho ông ấy thì phải nói là một cái tiện nhất là tiện về đường xá thì nó tiện hơn rất là nhiều lần các bác. Đấy, tuy nhiên thì cuộc sống của hai ông cháu thì là thời điểm hiện tại đấy các bác ạ, đều là nhờ vào ruộng nương của ông thôi, chứ ông không có thể mà ở trên đấy để mà bán hàng tạp hóa hay là ông buôn bán gì cả. Ở trên đấy thì bây giờ phải cạnh tranh rất là nhiều thì mới bán được các bác ạ. Còn về Mạnh ấy, sau này thì nếu mà như Mạnh là có muốn sau này Mạnh lớn lên rồi, biết kiếm tiền rồi thì Mạnh muốn đi lên trên để ở thì có thể là Mạnh tự phấn đấu bản thân của mình. Ở đây là bây giờ các bác tạo cho hai ông cháu là một cái bàn đạp rất là lớn rồi. Mạnh ơi, gửi một lời cảm ơn tới các bà nhé, các bà gửi tiền cho làm nhà ấy. Rồi, nói thế nào? Tôi cảm ơn các bà. Cảm ơn các bà.
Lúc ba chào thì chơi cho cô đi làm nhà. Con vui. Đấy, hôm nay thì có vẻ như là nhìn vào khuôn mặt của bé Mạnh thì lại đen hơn một chút cô bác ạ. Mấy ngày hôm nay là cùng ông là đi gặt ông nhỉ? Vâng. Thế là... Rất là lúa một tí nó bảo cay cay đi. Thế đi xuống một tí bảo lại ngứa cả. Thế lại về à? Về là trong trong thóc rồi à? Đấy, nhưng mà như thế thì gọi là biết ra việc rất là nhiều rồi. Đấy, thí dụ như là... ở dưới xuôi thì một bạn nhỏ 5 tuổi thì chắc chắn là chưa biết làm về cái gì cả các bác ạ. Đấy, nhưng mà ở đây thì cuộc sống của hai ông cháu như thế thì bắt buộc là Mạnh là tự lập mà rất là sớm. Đây bị làm sao đây? Ồ là bị ngứa à hay là bị ngá đấy? Ngứa không nào bị... Mạnh này thì là hay hay bị nổi mụn khắp người các bác ạ. Dưới này là ông phơi để làm củi đi trong như thế này ấy. Vâng, làm củi trước. Vâng. Khi làm trùng lớn không làm được. Vâng. Đấy thì cháu vừa rồi nói với ông ấy thì là nếu mà hôm nào mà trời mưa to quá thì ông là dùng xé bạt cây ra để mà che ông nhá. Vâng. Che để cho nó không có bị sạt đấy, chứ không là mấy đứa nó bị xe bị sạt đấy ông ạ. Vâng. Mấy hôm nọ ông không đi hủ ai nữa mà. Đi hủ không ở nhà thì cái này cũng sập đi rồi. Cái phần phần ông ấy dùng che bạt đấy không? Vâng. Vâng. Đây ở đây thì gọi là còn bị ít rồi đó các bác ạ. Nhưng mà ở chỗ khác thì nếu mà đất mà vừa mới đào ra thì chắc chắn là sẽ bị sạt nhiều hơn đâu nhờ. Vâng. Sẽ là cả một mảng xuống luôn đấy. Mình vẫn đi cá rồi mà nó cứ chiến đầy hết rồi nó qua đi mà. Vâng. Cũng không bị ảnh hưởng gì ông nhỉ, cái phần nền này ấy. Vâng. Cái phần nền này thì là nó thuộc dạng là đất cát của bác ạ. Đấy, thuộc dạng đất cát ở đây thì không phải là một mình chỗ nền nhà ông cả, mà hầu như là tất cả khu này là nó thuộc dạng là đất cát rồi, cho nên là không thể tránh khỏi được. Đấy, còn thời gian vừa rồi thì sau khi mà đào cái phần nền ấy chắc là cũng sắp xỉ được độ tầm 2-3 tuần rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì trải qua một cái trận mưa, những cái ngày mà nắng mưa các bác. Có thể là có ngày là trận mưa rất là lớn nhưng mà không có bị ảnh hưởng gì tới về cái vấn đề là nền nhà này là bị sạt cả. Đấy, cho nên là rất là yên tâm rồi. Sợ rằng là đào xong thì mưa nhiều là nó bị trôi sạt xuống hết ruộng ấy thôi. Mình không sạt đâu. Thế là dằm này thì là mình phải nghỉ mấy ngày, mình nghỉ mấy ngày không? Ở đây là cả làng đúng không? Cả làng thôi. À. Thế đây. Thì nay hôm nay ngủ ngày mai nữa, ngày kia thì làm rồi. À. Thế là nghỉ 2 ngày à? 2 ngày thôi. Mùa này mùa làm ăn thì không nghỉ nhiều. À. Ở đây thì mấy hôm nay nếu mà để mà đi làm ấy các bác thì là cũng không có ai ra giúp đâu, tại vì là nhà nào nhà nấy thì cũng đang tụi việc hiểu là dằm ấy các bác. Ở đây thì ván gỗ mọi cái thì cũng đã chuẩn bị là xong hết rồi cô bác ạ. Bây giờ thì chỉ cần gọi là đợi thời tiết ủng hộ để mà tiến hành là vào xây dựng thôi. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là ông cũng đây là cái nếp. Nếp này thì là ông để làm thành bông như này treo lên cô bác ạ. Còn là hiện tại hai ông cháu thì là nấu nướng ấy thì là ở trong một cái góc bếp mà nhỏ nhỏ như này các bác ạ. Sau khi mà hoàn thiện nhà thì cháu được xé tận dụng lại cái ván gỗ này để đóng trong một cái nhà bếp làm một cái nhà bếp bằng củi riêng. Cái gì đây Mạnh hả? Cái gì đây xem nào? Cái gì đây? À xôi các bác ạ. Đây chắc là vừa rồi ra nhà bà trẻ kia, là nhà bà trẻ cái gói cho về hay sao. À thế là xôi này là bà trẻ gói cho không? Xôi này thì làm mấy màu không? Hai màu. Làm hai màu à? À đấy là có màu tím với lại màu đỏ đỏ. À. Thế là ông lấy gạo nếp đi à?
xe nào, cho chú xe nào. Ồ, đẹp quá này cô bác này. Đây màu xanh lục với lại thêm là màu cái này là chắc là quả. Ui, có kiến đấy nha mày nhá. Đó có kiến nhá. Không mời các ông các bà ăn hả mày? Hả? Cứ giữ tay xong mà ăn nó mới không dính tay chứ. Thì muốn mà dính giúp trời muốn ạ. Đây nào, mời các ông các bà nào. Nào, mời các ông các bà nào, khoanh tay nào đấy, không biết là để ra kia xong à. Đây. Đi rửa tay đã. Đi, không phải tí dính hết tay rồi, đi ra kia rửa tay đã, đi. Đi rửa tay đã. Hãy rửa tay đấy đi. Em phải nói là hai chị Nguyệt Thúy là rất là quý hai ông cháu của bác ạ. Cái tách này thì là hôm nọ hai chị Nguyệt Thúy cũng nhờ nỗ lực là mua cho hai ông cháu để mà dự trữ nước này kia. Xong chưa? Không đem xôi à? Lấy cái gì nữa mày? Hả? Lấy cái gì nữa? Không biết là tìm là lục cái gì dưới kia nữa đây. Cái gì đây? Hả? À, thịt còng gà cô bác ạ. Thế là chắc là bà trẻ là gói cho. Thôi, còng gà đó là để ăn với xôi sao ấy. Mình chắc là đói rồi đấy giờ này ấy. Thôi đi. Thì nó cắn rồi. Có cả thịt bà trẻ gói cả công gà chỗ không? Này lấy đây đi. Con bé nó. À. Nằm trên bàn thờ. À. À. Thế là bàn thờ là vẫn để ở bên kia hết chứ không? Tức là sau này làm nhà xong thì mới chuyển nhà. Mạnh mời con các bà ăn xôi nào. Nào quay đây. Khoanh tay. Rồi, ăn đi. Đây ăn đi. Đấy, hôm nay thì cháu Lực đi xuống dưới. Ai có cả công gà cơ nhờ. Tay cầm luôn cô bác ạ. Đấy, hôm nay cháu Lực đi xuống cái nhà của hai ông cháu thì thứ nhất là lấy lại bạt xuống cho ông, lấy bạt xuống cho ông để mà trong cái lúc mà mưa gió này để ông che cái phần tản lý sau một chút cô bác. Và công việc thứ hai thì xuống để mà công khai lại cái tài chính thêm mà một lần nữa. Có một số cô bác là gửi sau ấy, thì cháu Lực sẽ công khai thêm một lần nữa để cho các bác là cùng biết, chứ không là để tránh trường hợp là các bác nói rằng là bác gửi mà sao, tại sao lại vẫn chưa thấy cháu Lực đọc với cô bác. Thì có lẽ là cái video này cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt đến các bác không? Xin chào các chị, các bà, cô. Xin chào tạm biệt. Đấy, mày ăn xong chưa? Hôm qua thì là cháu Đức có đem phần quà của bác Quang là ở bên Mỹ là gửi cho hai ông cháu. Quần áo của Mạnh với lại ông. Hôm nay mặc luôn, đi chơi luôn nhỉ? Đấy. Con chào tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.